canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở giai đoạn này, nhà vườn Tây Nguyên sẽ cần phải lưu ý những điều gì? Những nội dung này sẽ có trong chương trình hôm nay với sự tư vấn cụ thể của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ. Kính chào quý vị khán giả và quý bà con nông dân. Thưa quý vị, mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì như thường lệ sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về nông nghiệp trong chuyên mục Nhà nông và thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi. Khóm được giá, nông dân vui mừng phấn khởi. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tân Phước, Tiền Giang, hiện nay nông dân địa phương đã thu hoạch được gần 27.500 tấn dứa, khóm, trên 3.400 tấn trái cây các loại cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Tùy theo thời điểm, giá dứa dao động từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng một ký. Nhiều nông dân có diện tích trồng lớn 10 hectare cho biết, nếu chỉ tính giá bình quân 6.000 đến 6.500 đồng một ký, trừ chi phí có thể thu lãi ròng từ 7 đến 800 triệu đồng một năm. Vĩnh Long giá khoai lang tăng mạnh. Từ trước Tết Nguyên Đán đến nay, giá khoai lang tím Nhật liên tục tăng cao. Hiện nay giá khoai lang lựa trọng lượng từ 50 gram trở lên là 1,1 triệu đồng một tạ, giá mua xô là 800.000 đồng một tạ. Theo lãnh đạo huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, nếu không có gì thay đổi thì ngày 19 tháng 4 tới đây, lô khoai lang đầu tiên sẽ được xuất chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đây cũng là yếu tố góp phần thúc giá khoai tăng hiện nay. Trung Quốc mua mạnh hoa hồi Việt Nam. Xuất khẩu hoa hồi Việt Nam sang Trung Quốc tăng rất mạnh trong năm 2022, đạt 5.513 tấn. Các nước nhập khẩu hoa hồi chủ yếu để làm gia vị chế biến các món ăn. Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu chính của hoa hồi Việt Nam, chiếm 41,3% về lượng, tiếp đó là Trung Quốc. Mỹ và Hà Lan cũng là hai thị trường xuất khẩu lớn của hoa hồi Việt Nam, đạt 846 tấn và 673 tấn. Gia Lai định hướng xuất khẩu sầu riêng chính ngạch. Thừa hưởng nhiều tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang định hướng phát triển cây sầu riêng theo hướng chuyên canh sâu và mở ra cơ hội lớn xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường nước ngoài. Toàn tỉnh Gia Lai hiện có hơn 29.000 hectare cây ăn quả, trong đó diện tích sầu riêng chiếm khoảng 4.000 hectare. Với năng suất bình quân gần 15 tấn một hectare, hiện tại sản lượng sầu riêng của Gia Lai đạt khoảng 25.000 tấn trong tổng số hơn 1.700 hectare kinh doanh. Thưa quý vị khán giả, thưa quý bà con nông dân, biến đổi khí hậu đã và đang tác động đến rõ rệt việc sản xuất cà phê ở Tây Nguyên. Thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách là xây dựng quy trình canh tác cà phê thông minh gắn với kinh tế tuần hoàn là giải pháp mà ngành nông nghiệp hướng đến để nhằm giúp tăng hiệu quả canh tác, tăng thu nhập cho người trồng cà phê, đồng thời bảo vệ môi trường thông qua việc là giảm phát thải khí nhà kính. Và đây cũng chính là nội dung mà chương trình muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Ngay bây giờ, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi nhé. Tại Tây Nguyên, một thực tế đang xảy ra là biến đổi khí hậu, biến động thị trường cùng với việc áp dụng các kỹ thuật canh tác cây cà phê chưa hợp lý đang ngày càng làm cho chi phí sản xuất của người trồng cà phê tăng lên, lợi nhuận giảm đi, khiến cây cà phê tại một số địa phương không còn chiếm ưu thế so với những cây trồng khác. Về cái thời tiết khí hậu thì đúng là ảnh hưởng rất là lớn tới bà con nông dân chúng tôi. Đấy, bởi vì là trước thì là mùa khô mùa mưa rõ rệt, nhưng mà sau này thì nó cũng có cái sự đan xen và như thời tiết nó thay đổi, cho nên là như vậy ảnh hưởng lớn đến cây trồng. Và hơn nữa rằng là trong cái làm nông nghiệp á thì vấn đề như vậy là cái đầu vào mà chủ yếu là phân bón thì tăng rất là cao. Đó. Gần như vậy có những cái là tăng gấp đôi. Đấy, cho nên là rất ảnh hưởng tới cái thu nhập của bà con nông dân chúng tôi. Với những nhà vườn trồng cà phê lâu năm, hiểu tính cây như hiểu chính tính nết của đứa con mình thì quyết tâm gắn bó tới cùng với cây cà phê. Vẫn bị lúng túng trước bộn bề cái khó bủa vây. Giờ đây, cái mà hầu hết bà con bám vào để mong trụ vững với cây cà phê vẫn không gì ngoài áp dụng linh hoạt quy trình canh tác, bón phân từ quy trình khuyến cáo của ngành nông nghiệp và tìm cách tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư sản xuất.
với ngành chức năng để hỗ trợ bà con sản xuất rất nhiều dự án chương trình hợp tác nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả canh tác cà phê đã được triển khai. Trong đó phải kể đến là chương trình phối hợp giữa Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên VASI. Nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực phân bón và canh tác cây trồng khu vực Tây Nguyên, triển khai từ năm 2017. Qua 5 năm thực hiện, kết quả đạt hiệu suất sử dụng phân bón, hiệu quả kinh tế và tăng năng suất cao hơn 30% so với đối chứng, chất lượng quả các loại cây trồng được cải thiện rõ rệt. Phát huy kết quả đạt được này, Bình Điền cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cho 5 tỉnh Tây Nguyên, giúp bà con đạt được hiệu quả kinh tế, lợi nhuận cao hơn. Một bước tiếp mới thì chúng tôi muốn mở rộng ra với quy mô ở các tỉnh ở trồng cà phê ở vực Tây Nguyên, đưa quy trình này rộng hơn, và trong đó có sự vào cuộc của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và sự đóng góp của nhiều ngành, có nhiều nhà khoa học thêm để xây dựng được một quy trình canh tác cà phê thông minh để giúp cho bà con nông dân có một quy trình để ứng dụng lên đồng ruộng, ứng dụng lên vườn để làm sao đó nâng cao cái hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, giúp cải thiện cái đời sống cũng như là cuộc sống tốt hơn cho bà con. Chúng tôi thấy rằng những cái mô hình mà chúng tôi hợp Bình Điền thì đem lại hiệu quả rất là cao, 20 đến 30% so với mà những mô hình không được đầu tư. Thì trong đề án đó cái điểm mấu chốt á là chúng ta không phải chỉ nâng cao năng suất chất lượng nữa, mà làm sao để bà con biết ứng dụng những công nghệ mới. Những công nghệ đó nó phải là thân thiện với môi trường, phải nói thẳng. Thứ hai nữa là nó cũng phải hiệu quả. Thứ ba nữa là những công nghệ đó thực sự đó là những cái mà để mà thay đổi được cái tập quán canh tác của bà con làm cà phê hiện nay. Thì tôi cho rằng nếu mà trong thời gian 5 năm tới, nếu chúng ta quyết liệt làm những mô hình thông minh theo cái kiểu mới này, thì bà con ở Tây Nguyên sẽ đón nhận những cái tiến bộ mới, những công nghệ mới. Tôi cho rằng cái năng suất, chất lượng và cái vấn đề hiệu quả sẽ cao hơn nhiều so với giai đoạn 2017-2022. Để giúp cây cà phê phát triển bền vững, năm 2023 đến năm 2025, chương trình sẽ xây dựng quy trình mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát khí thải nhà kính, tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông và bà con nông dân nhằm hướng đến sản xuất cà phê bền vững, giảm giá thành sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng thu nhập cho người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi đang xây dựng theo cái định hướng của Bộ Nông nghiệp là xây dựng cái vùng nguyên liệu cho cây cà phê và đưa vào các cái hoạt động, các cái quy trình canh tác thông minh này vào các cái hoạt động của các cái tổ khuyến nông cộng đồng mà chúng tôi đang xây dựng tại các địa phương. Hiện nay thì các địa phương đang rất là ủng hộ cái mô hình các cái tổ khuyến nông cộng đồng này, là cái nơi để mà truyền giao các cái tiến bộ kỹ thuật, chia sẻ các cái hoạt động với trực tiếp với người sản xuất và xây dựng những cái mô hình cùng bà con nông dân để xây dựng cái mô hình ứng dụng các cái giải pháp tiên tiến này vào trong sản xuất. Chúng tôi nghĩ rằng là với cái sự hợp tác này và trong quá trình hợp tác, chắc chắn là các bên sẽ nhìn thấy những cái điểm yếu của từng địa phương và giúp họ khắc phục. Cái đó chúng ta gọi rằng trong kinh tế là tìm những cái điểm nghẽn của cái chuỗi ngành hàng để mà chúng ta khắc phục cho từng địa phương. Không có một cái chuỗi cà phê nào ở các tỉnh đều giống nhau cả. Bởi vì là cách thức bón phân khác nhau, cách thức chăm sóc nước khác nhau, thì cái chuỗi đó nó sẽ có những cái điểm tắc khác nhau. Những điểm nghẽn khác nhau đó mà chúng ta tìm ra được những cái quy trình đó sẽ giúp cho địa phương, giúp cụ thể giúp cho bà con nông dân tìm ra được những cái điểm yếu của mình và khắc phục đó để tạo cho cái giá trị của cà phê mình tốt hơn. Dựa trên những nghiên cứu thực tế từ các điều kiện hạn chế hiện có trong sản xuất cà phê tại 5 tỉnh Tây Nguyên, kết hợp triển khai trên cơ sở kế thừa và phát huy tối đa những cái đang có, phát hiện những vấn đề mới, tác động vào những khâu còn hạn chế. Việc xây dựng nhân rộng mô hình trồng cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu cho 5 địa phương này hứa hẹn sẽ mang lại những kết quả thành công tốt đẹp, giúp tăng hiệu quả kinh tế, tăng lợi nhuận cho người trồng. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, thực tế là hiện nay việc canh tác cà phê của nông dân ở 5 tỉnh Tây Nguyên còn bộc lộ nhiều hạn chế. Và làm như thế nào để sản xuất cà phê bền vững, giảm giá thành sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng thu nhập cho người nông dân? Và ngay sau đây, mời quý vị, quý bà con, chúng ta sẽ cùng theo dõi và lắng nghe những phân tích chi tiết của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ, Nguyên Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Chúng ta hình dung rằng
cà phê Việt Nam trên 90% là dùng để xuất khẩu chứ không phải tiêu dùng trong nước. Cho nên cái phản ứng với sự biến động của thị trường là rất quan trọng. Bất kỳ một sự biến động nào của thị trường quốc tế đều ảnh hưởng đến cái sản xuất và hiệu quả sản xuất của cà phê ở Việt Nam. Do vậy là chúng tôi cho rằng quan trọng nhất của cái sản xuất cà phê thông minh đó là phải thông minh đối với thị trường. Thứ hai là chúng ta phải thông minh với biến đổi khí hậu. Thì với biến đổi khí hậu thì có ba cái biểu hiện quan trọng nhất. Đó là biểu hiện của nhiệt độ tăng, nhiệt độ trung bình tăng, nhiệt độ tối cao, tối thấp, tăng hoặc là giảm, bất thường. Và những cái điều kiện bất thuận của thời tiết gắn với nó là mưa, phân bố không đều hoặc là hạn bất thường cũng là xuất hiện là không theo quy luật. Nó làm thay đổi cái nhu cầu về tưới nước của cây cà phê cũng như là các kỹ thuật canh tác. Đồng thời, cái yếu tố khí hậu nó cũng làm thay đổi cái quá trình sinh học ở trong đất. Nó làm cho cái sự cần thiết phải điều chỉnh các quy trình để đảm bảo cho cái tính bền vững. Chúng ta hình dung rằng là cùng với các yếu tố mà chúng ta thâm canh quá mức cái cà phê và chúng ta xử lý không đúng đã gây ra cái tình trạng những cái bệnh đặc biệt là phổ biến về bệnh từ xuất hiện từ đất, mà điển hình là cái bệnh mà vàng lá thối rễ. Chúng ta phải tiến hành tái canh và hủy bỏ những diện tích cà phê rất là lớn sớm so với tuổi của cái vườn cà phê mà ta dự định sẽ sản xuất. Cái thứ ba là chúng ta phải thích ứng đối với lại cái năng lực đầu tư của người nông dân. Tức là người nông dân cần phải căn cứ vào cái năng lực của mình để chúng ta lựa chọn. Nhưng mà tất cả các phương án ấy đều phải đảm bảo cái bền vững. Có thể là năng suất trung bình nhưng mà bền vững. Thay vì năng suất cao, đầu tư lớn nhưng chúng ta không đủ khả năng. Thứ tư là cái phải thông minh đối với lại cái năng lực phản ứng với lại các cái kỹ thuật trong canh tác cà phê. Thế thì như tôi nói là đất cà phê là hiện nay ví dụ Tây Nguyên chủ yếu trên hai nhóm đất đỏ vàng và nhóm đất xám. Thế thì đối với đất xám thì độ phì nhiêu tự nhiên còn rất là thấp. Cho nên là cần phải hướng đến sử dụng phân bón cân đối và vô cơ và hữu cơ. Trong đó cái tuần hoàn hữu cơ rất là quan trọng. Cuối cùng là chúng ta phải thông minh với lại cái tổ chức sản xuất. Thông minh với cái tổ chức sản xuất chúng ta phải liên kết lại. Bởi vì cà phê chúng ta không để sử dụng, tự sử dụng mà đều phải bán cả. Thì cần phải liên kết với các cái đối tác khác trong toàn bộ chuỗi sản xuất để tạo ra những cái giá trị gia tăng cao hơn, phân bố lại cái giá trị thặng dư cho cái người sản xuất cà phê. Và như vậy thì những cái câu nói rất là phổ biến mà nó cũng rất phù hợp đối với sản xuất cà phê thông minh. Đó là muốn đi nhanh thì đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Và như vậy thì chúng ta không cùng nhau thì chúng ta không thể nào mà có thể có một cái hiệu quả sản xuất cao nhất. Thưa quý vị và thưa quý bà con nông dân, như vậy là những tư vấn của chuyên gia cũng đã khép lại chương trình canh tác thông minh tuần này. Và như thường lệ thì trước khi kết thúc chương trình, xin được mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục Alo Canh tác thông minh. Xin chào anh Tư Tắc. Cái vấn đề mà rụng bông cái mảng cầu đó, nó cũng có thể nó có nhiều nguyên nhân. Tốt nhất thì anh nên lượm cái bông lên và anh quan sát cái vị trí mà cái chỗ nó rụng đó. Nếu mà cái chỗ nó rụng của nó mà mình thấy nó bị đen, mềm, nhũn rồi này kia thì có thể là do bệnh. Đó là cái nguyên nhân do bệnh thì mình phải trị bệnh cho nó thì nó mới hết. Còn nếu như mà cái vết rụng của nó là không có những cái vết đen rồi thối hoặc là nó rất là phẳng như thế này, tức là nó rụng ngay cái gọi là cái tầng rời, thì lúc đó lại là những cái nguyên nhân khác. Mà cái nguyên nhân đầu tiên có lẽ là đúng là như là anh đã mô tả. Cái thứ nhất là cái vấn đề là do cái nhiệt độ cao quá rồi có thể là gây ra thiếu nước. Mà nếu mà thiếu nước thì nó cũng dẫn tới rụng bông. Nhưng mà tôi biết rằng ở trên đó bà con mình tưới nước có thể nói là rất là kỹ. Nên có thể là do cái ẩm độ của cái không khí nó quá thấp. Bởi vì nắng nóng thì nhiệt ẩm độ nó sẽ thấp. Mà thấp nó cũng sẽ dẫn tới cái chỗ là khô rồi rụng bông. Thì như vậy thì nếu như anh để một cái ẩm độ mà nếu mà nó xuống dưới 80% cái ẩm độ đó, thì lúc đó anh dùng cái kiểu là phun sương giống như ở mấy quán cà phê đó để chúng ta làm cho nó tăng cái ẩm độ lên. Thì như đó là cái vấn đề là do cái ẩm độ thấp.
Còn nó rụng cũng có thể là do là thiếu dinh dưỡng. Nếu như mà lúc đó mà trên cây mình thấy lá nó không có còn nhiều thì lúc đó thì anh phải sử dụng cái phân bón lá đó để hỗ trợ cho nó, thì nó mới không có bị rụng bông do thiếu dinh dưỡng. Và một cái nguyên nhân nữa mà tôi cũng nghĩ rằng mình cũng nên lưu ý, đó là cái vấn đề là nó không có thụ phấn được. Nhưng mà đấy là một cái nguyên nhân nhỏ thôi, tôi nghĩ rằng nó cũng không có đến nỗi mà gây ra rụng bông hàng loạt. Thành thử ra cái việc mà rụng bông hàng loạt thì tôi vẫn nghĩ rằng nó nằm ở cái chỗ là do nhiệt độ cao, ẩm độ thấp. Thì lúc đó bây giờ là anh có thể là phun sương cho nó, thì cái đấy có thể là cái nguyên nhân chính gây rụng bông mỡ ở cái vùng của mình. Chào chương trình canh tác thông minh. Nhờ chương trình tư vấn giúp tôi tại sao thì cây cà phê tái canh thì những năm đầu phát triển rất là tốt, đến năm thứ ba trở đi thì cây bắt đầu là các cái lá già vàng lốm đốm, và sau đấy thì nhiều lá và già vàng thì bị các cái vết cháy ở giữa lòng lá, và nhiều cây mà có cái bị bệnh nặng thì sẽ bị xoắn đọt non, do đó là chúng tôi cũng chưa biết là xử lý như thế nào, nhờ chương trình tư vấn giúp tôi. Giải đáp câu hỏi tuần trước, triệu chứng thiếu đạm trên cây ăn trái xuất hiện đầu tiên là ở lá già. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Tiến Đạt, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhắn tin trả lời nhanh nhất với đúng đáp án C của câu hỏi. Phần quà một cạc điện thoại trị giá 300.000 đồng sẽ được chương trình gửi đến bạn. Câu hỏi tuần này: phun phân bón lá cho cà phê như thế nào để đạt được hiệu quả cao? A. Phun trên mặt lá, đảm bảo nồng độ theo khuyến cáo trên bao bì. B. Phun dưới mặt lá, đảm bảo nồng độ theo khuyến cáo trên bao bì. C. Phun kỹ trên và dưới mặt lá lúc trời mát theo nồng độ khuyến cáo trên bao bì. Mời quý vị bà con tham gia nhắn tin trả lời câu hỏi theo cú pháp CTTM, khoảng cách, câu trả lời đúng và gửi về số tổng đài 084-3968-777. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình canh tác thông minh của tuần này cũng xin được khép lại. Đối với mọi thư từ góp ý, rất mong quý vị và bà con nông dân hãy gửi về hộp thư quen thuộc canh tác thông minh vtv9a@gmail.com hoặc là tổng đài 084-3968-777 quý vị nhé. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên website vtv9.com.vn hoặc là kênh YouTube canh tác thông minh VTV9 hoặc V9 Online. Xin được cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi chương trình suốt 20 phút vừa qua. Và xin được cảm ơn công ty của phần phân bón Bình Điền đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Sơn La, một trong những vùng trồng cà phê trọng điểm khu vực phía Bắc nước ta, đang chịu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu. Quy trình canh tác cà phê sẽ cần cải tiến thế nào để thích ứng với tình hình biến đổi thời tiết này? Những nội dung này sẽ có trong chương trình canh tác thông minh phát sóng ngày 26 tháng 2 năm 2023. Với phần tư vấn cụ thể của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ.